Xin kính chào các bạn khán giả yêu mến của Taga Channel. Các nhà khoa học chắc chắn chính là những nhân vật vô cùng quan trọng đối với toàn nhân loại. Bởi lẽ là nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của họ mà thế giới của chúng ta mới được phát triển như ngày hôm nay. Trong 10 giây, bạn thể nhớ ra tên của bao nhiêu nhà khoa học lỗi lạc nhất lịch sử loài người? Được rồi, vậy để xem danh sách ngày hôm nay có những cái tên giống với suy nghĩ của bạn hay không. 7 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử loài người. Đầu tiên thì còn ai trồng khoai đất này ngoài quý ngài Albert Einstein nữa cơ chứ. Hẳn là rất chuẩn với suy nghĩ các bạn khán giả phải không nào? Đúng vậy, người đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay chính là nhà vật lý Albert Einstein. Sinh năm 1879, mất năm 1955. Giới thiệu qua một chút thì ông sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái. Yếu tố khiến nhiều người cho rằng là gốc rễ cho trí thông minh đáng nể của ông. Tuy nhiên là Albert Einstein lại thường được biết đến là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được coi là cha đẻ của vật lý hiện đại và cũng là người phát triển thuyết tương đối, được coi là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ông. Có một điều thú vị rằng 3 tuổi thì Einstein mới biết nói, và cho đến tận năm 8 tuổi, khi bắt đầu học đọc, ông vẫn chưa thể nào nói thành thạo như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên điều kỳ lạ là ông lại bắt đầu mày mò với khoa học từ rất là sớm. Mới khoảng 10 tuổi thôi, ông đã bắt đầu tự nghiền ngẫm rồi bắt tay vào làm các mô hình và thiết bị cơ học. Ông nhận được giải Nobel vật lý vào năm 1921 và trong suốt cuộc đời của mình, ông đã công bố hơn 300 bài báo khoa học cùng 150 đề tài ngoài khoa học. Quả là những thành tích rất đáng nể phải không nào? 2. Isaac Newton, sinh năm 1643, mất năm 1727. Chắc chắn là chúng ta không còn ai lạ lẫm gì với giai thoại quả táo rơi xuống đầu giúp Newton đưa ra thuyết vạn vật hấp dẫn. Theo đó thì Isaac Newton sinh ra trong một gia đình nông dân tại Anh, sau đó được gửi lên thành phố để học tiếp và trở thành một luật sư. Ngay từ đầu thì ngành học của ông là triết học, nhưng mà cùng lúc Newton cũng bị cuốn hút bởi toán học và cả thiên văn học nữa. Người đương thời nhận xét ông là một nhân tài hiếm có và đặt ra được những nền tảng cơ bản nhất cho vật lý của mọi thời đại. Thế nhưng mà ông không chỉ là một nhà vật lý tài năng mà còn là một nhà thiên văn học, triết học, toán học và giả kim nổi tiếng nữa. Những thành tựu ông để lại được coi là cực kỳ quan trọng, mà cụ thể là nền tảng cơ học cổ điển của ông đã thống trị quan niệm về vật lý khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo. Trong toán học thì ông cùng với Leibniz đã cùng nhau phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ngoài ra Newton còn đưa ra nhị thức Newton tổng quát. Thậm chí là nhờ những đóng góp vào thành tựu to lớn của mình, nhiều người còn cho rằng Newton chứ không phải là Einstein mới là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử khoa học của nhân loại. Các bạn có suy nghĩ sao về điều này? Nhớ để chia sẻ ý kiến của mình xuống bên dưới video nhé. 3. Galileo Galilei, sinh năm 1564, mất năm 1642. Bạn có nhớ nhân vật này hay không? Tất nhiên rồi phải không nào? Bởi vì dù sao trái đất vẫn quay cơ mà. Theo đó thì trước thời đại của Newton khoảng gần 200 năm, thì nhà khoa học nổi tiếng nhất tới bây giờ chính là Galilei. Ông là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý. Ông đã có những đóng góp rất là quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Về thiên văn, ông đã có những cải tiến cho kính thiên văn và cũng là người ủng hộ chủ nghĩa Copernicus liên quan đến thuyết nhật tâm. Đặc biệt là sự chuyển động các vật thể tăng tốc đều được dạy hầu hết các khóa học về vật lý của các trường trung học và cao đẳng, đã được Galileo nghiên cứu trong chủ đề về chuyển động học. Những đóng góp của ông trong thiên văn học quan sát gồm việc xác nhận các tuần của sao Kim bằng kính thiên văn, phát hiện 4 vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, được đặt tên là các vệ tinh Galileo để vinh danh ông, và sự quan sát và phân tích vết đen của mặt trời. Mặt khác thì Galileo cũng làm việc trong khoa học và công nghệ ứng dụng, cải tiến thiết kế la bàn. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết, sự bênh vực của Galileo dành cho chủ nghĩa Copernicus đã gây ra luồng tranh cãi rất lớn vào thời điểm ấy. Theo đó, quan điểm địa tâm đã là thống trị từ thời Aristotle, và sự tranh cãi bắt đầu nảy sinh sau khi Galileo trình bày thuyết nhật tâm, khiến cho giáo hội Công giáo Roma cấm tuyên truyền nó vì trái ngược với ý nghĩa ở Kinh Thánh. Và Galileo cuối cùng đã buộc phải từ bỏ thuyết nhật tâm của mình và sống những ngày cuối đời trong cảnh bị quản thúc tại gia theo lệnh của tòa án dị giáo La Mã. 4. Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên. Tiếp tục trên danh sách là nhà khoa học Hy Lạp cổ đại Aristotle. Lĩnh vực nghiên cứu của ông cũng được trải dài từ vật lý, siêu hình học, lý luận học, ngôn ngữ tới tất cả những vấn đề như thơ văn, kịch nghệ hay âm nhạc. Ở thời điểm của mình, cùng với Platon và Socrates, ông là trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại. Đáng nói lý thuyết về ngành động vật học của Aristotle đã không thay đổi và được giảng dạy tại tất cả trường đại học trong suốt nhiều thế kỷ, cho tới khi nhà khoa học người Anh Charles Darwin đề cập tới thuyết tiến hóa vào thế kỷ thứ 19. Số lượng sách ông để lại cũng rất lớn với đủ mọi thể loại. Tuy nhiên là lượng sách còn tồn tại đến bây giờ thì rất là ít mà thôi. Và vị trí thứ 5 thì đó chính là Thomas Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có nhà khoa học nào trong lịch sử đạt được thành tựu các bằng sáng chế với số lượng lên tới hơn 1.000 sản phẩm như Edison. Ông thì không chỉ là một nhà sáng chế đại tài mà cũng là một thương nhân tài năng. Thực tế rằng có nhiều phát minh ý tưởng ban đầu thì không phải là của ông, nhưng sau khi được ông thay đổi và sáng tạo lại trở nên thành công rực rỡ. Điển hình đó chính là bóng đèn. Tuy là ngày nay hậu thế đều biết đến Thomas Edison như một nhà phát minh đại tài, thế nhưng ít ai biết rằng khi còn nhỏ, cậu bé Thomas đã từng bị trường học trả về nhà vì cho rằng cậu bé quá là ngu dốt. Chuyện rằng đó là một ngày đẹp trời vào những năm 1854-1855, khi cậu bé Thomas Edison mới khoảng 7 tuổi mà thôi. Hôm ấy Thomas chạy từ trường về nhà và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này." Bà Nancy Elliot cẩn thận mở ra đọc. Bên trong thì là lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi cho phụ huynh em Thomas. Bỗng nước mắt bà giàn giụa khiến cho cậu bé đứng ngẩn người ra vì kinh ngạc. Cậu bé hỏi mẹ rằng thầy giáo đã viết gì ở trong đó. Ngập ngừng một lát, bà Nancy đọc to lá thư cho con trai của mình. Con trai của ông bà thì là một thiên tài, nhưng một ngôi trường này quá nhỏ. Các giáo viên của chúng tôi không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé. Bởi vậy xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai của mình. Nhiều năm sau, mẹ của Thomas qua đời, còn con trai của bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20. Người được mệnh danh là thầy phù thủy ở Menlo Park, nhờ những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại. Một ngày khi Thomas xem lại những kỷ vật của gia đình, cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy gấp nhỏ được cất trong ngăn kéo bàn. Thomas tò mò mở ra đọc. Trước mắt cậu chính là lá thư thầy giáo năm nào. Trên đó còn viết: "Con trai ông bà là một đứa trẻ tâm thần. Chúng tôi không thể nào chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa." Vậy là hóa ra Thomas Alva Edison chỉ là một đứa trẻ dối trí, mà nhờ có một người mẹ anh hùng, người đã cố tình đọc sai nội dung bức thư, đã khiến cậu trở thành một thiên tài của thế kỷ. Stephen Hawking, sinh năm 1942, mất năm 2018. Có thể nói là sau Albert Einstein, người ta không hy vọng có thêm một thiên tài khoa học xuất chúng nào nữa xuất hiện trong thế kỷ thứ 20. Theo đó, Stephen Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả của nhiều công trình khoa học tiêu biểu là lý thuyết kỳ dị hấp dẫn và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ. Bên cạnh đó, Hawking cũng nổi tiếng với việc viết những cuốn sách phổ biến khoa học, trong đó ông thảo luận lý thuyết của ông cũng như vũ trụ học nói chung. Thế nhưng chỉ tiếc rằng Stephen Hawking đã bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và chỉ có thể giao tiếp thông qua thiết bị hỗ trợ phát ra giọng nói mà thôi. Và cuối cùng thì đó chính là Louis Pasteur, sinh năm 1822, mất năm 1895. Đây là một nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, Louis Pasteur. Lĩnh vực của ông là vi sinh vật học. Có một điều thú vị rằng ông chưa giờ chính thức học y khoa, mà ngành học của ông là văn và toán. Mãi sau này ông mới theo học cả hóa học và vật lý. Có thể nói nhà khoa học này có rất nhiều thành tựu khoa học liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau, như là tinh thể học, phát hiện nấm men là tác nhân gây nên quá trình lên men, các công trình nghiên cứu về bia và rượu vàng, một số bệnh của động vật, chứng nhiễm trùng, điều trị dự phòng bệnh dại. Ngoài ra, ông cũng là thành viên của rất nhiều viện hàn lâm tại Pháp cũng như ở nước ngoài. Có rất nhiều ngôi làng và đường phố trên thế giới mang tên ông. Có thể nói tài năng và cống hiến của ông đã vượt qua biên giới địa lý và cả chính trị nữa. Vậy là 7 cái tên tiêu biểu trong danh sách những nhà khoa học lỗi lạc nhất lịch sử loài người đã lộ diện. Bạn ấn tượng với cái tên nào nhất kể trên? Nhớ chia sẻ ý kiến của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.